Xin gửi lời chào đến Chư Tôn Đức cùng quý Phật tử. Kính mời quý vị cùng theo dõi bản tin số 35, bản tin công tác Phật sự Chùa Hoàng Pháp tháng 8 năm kỷ hợi. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau đây. Tặng quà trung thu tại các trường tiểu học thuộc huyện Hóc Môn. Lễ Quy Y Tam Bảo, Lễ Sám Hối. Chương trình văn nghệ đêm trung thu với chủ đề Đón Trăng Bên Thầy. Ngày tu sinh viên hướng về Phật Pháp. Khóa tu thiếu nhi em về bên Phật. Trao học bổng quỹ đào tạo tăng tài ngộ chân tử chương trình từ thiện và phóng sanh tháng 9 vừa qua. Vào ngày 1 tháng 9 năm 2019, nhằm ngày mùng 3 tháng 8 năm kỷ hợi, quý thiện nam tín nữ Phật tử trong khu vực thành phố Hồ Chí Minh và khắp các tỉnh thành đã trở về chùa Hoàng Pháp để tham dự khóa tu một ngày. Sau khi dùng điểm tâm, quý thiện nam tín nữ Phật tử đã vận tập về các giảng đường cùng bước vào thời khóa kinh hành niệm Phật tụng giới. Sau đó, đại chúng lắng nghe thời pháp thoại từ thượng tọa Thích Chân Tính, trụ trì chùa Hoàng Pháp khi duyên năm uẩn đủ thì tồn tại Duyên năm uẩn hết thì tan rã Ngày 8 tháng 9 năm 2019, Chùa Hoàng Pháp đã tổ chức lễ Quy Y Tam Bảo lần thứ hai trong năm cho gần 800 quý thiện nam tín nữ Phật tử. Nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng của việc Quy Y Tam Bảo, hơn 800 giới tử từ khắp các tỉnh thành trong cả nước đã về Chùa Hoàng Pháp tham dự lễ Quy Y Tam Bảo lần thứ hai trong năm. Sau khi đăng ký, các giới tử vân tập về các khu vực giảng đường để học ai nghi căn bản của người Phật tử khi đến chùa như chắp tay, xá chào, lễ lại. Sau đó, Đại đức Thích Tâm Trọng, phó trụ trì chùa Hoàng Pháp, đã hướng dẫn nội dung và ý nghĩa của Tam quy ngũ giới cũng như một số vấn đề cần thiết cho người Phật tử. Chiều cùng ngày, tất cả giới tử một lòng thành kính hướng về Tam bảo đón nhận giới pháp từ chư tôn đức truyền trao. xin suốt đời quy Phật. Xin suốt đời quy Phật. Ngày 6 đến ngày 10 tháng 9 năm 2019, Chư Tăng và quý vị Phật tử Chùa Hoàng Pháp đã đến các trường tiểu học trên địa bàn huyện Hóc Môn để trao tặng những phần quà gồm bánh trung thu, đèn lồng và sách cho các em thiếu nhi. Trong 3 ngày, từ mùng 4 tháng 9 đến ngày mùng 6 tháng 9 năm 2019, quý thầy cùng Phật tử trong bốn tự đã trao tặng trường Nhị Tân 500 phần quà, trường Tân Hiệp 750 phần quà, Trường Cầu Sáng 800 phần quà, trường tiểu học ấp đỉnh 1070 phần quà gồm bánh trung thu và lồng đèn cho các em thiếu nhi. Ngoài ra, chương trình còn có các phần quà gửi tặng riêng đến ban giám hiệu nhà trường nhân mùa trung thu năm nay. Ngày 10 tháng 9 năm 2019, nhằm ngày 12 tháng 8 năm kỷ hợi, Chư Tăng Chùa Hoàng Pháp đã cúng dường tịnh tài tịnh vật và trao học bổng quỹ đào tạo tăng tài ngộ chân tử cho Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni tại các trường Phật học. Chư Tăng Chùa Hoàng Pháp dẫn đầu đoàn là Đại Đức Phó Trụ Trì Thích Tâm Trọng đã cúng dường tịnh tài và phần quà pháp bảo lên Chư Tôn Đức và Quý Tăng Ni Sinh tại trường Trung cấp Phật học tỉnh Tây Ninh đón tiếp đoàn là nhị vị hòa thượng cùng quý thầy trong ban giám hiệu trường trung cấp phật học trong đó có hòa thượng thích minh nhân trụ trì chùa phước thành trụ sở trường trung cấp hòa thượng thích huệ tâm phó ban trị sự phật giáo tỉnh tây ninh hiệu trưởng trường trung cấp phật học tiếp đó đại đức thích tâm trọng cùng chư tăng chùa hoàng pháp đã niêm hương bạch phật dưới sự chứng minh của chư tôn đức đoàn đã cúng dường 50 triệu đồng và 150 phần quà pháp bảo gồm các cuốn sách lành giữ nghiệp báo chó rừng và sư tử Buổi chiều cùng ngày, đoàn tiếp tục di chuyển đến trường trung cấp Phật học tỉnh Long An. Tại đây, đoàn được Đại Đức Thích Lệ Trí, đại diện trường trung cấp Phật học, hoàn hỷ đón tiếp. Đoàn đã cúng dường 50 triệu đồng, cùng 80 phần quà pháp bảo dâng lên Chư Tuấn Đức trong sự thành kính sâu sắc nhất. Sau đó, đoàn đi qua trường sơ cấp Phật học quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Tới đây, đoàn được Thượng tọa Thích Đạt Đức, Hiệu trưởng trường cùng hơn 60 quý tăng ni sinh đón tiếp trong niềm hoàn hỷ. Đoàn đã dâng lên 50 triệu đồng, cùng 100 phần quà pháp bảo với mục đích khuyến khích, phát triển tăng tài cũng như hỗ trợ đời sống tăng ni sinh. Ngày 12 tháng 9 năm 2019, nhằm ngày 14 tháng 8 năm kỷ hợi, quý thiện nam tín nữ Phật tử trong và ngoài thành phố Hồ Chí Minh đã trở về chùa Hoàng Pháp để tham dự khóa lễ sám hối định kỳ. Trước khi bước vào khóa lễ, đại chúng lắng nghe thời pháp thoại của Đại đức Thích Tâm Vượng, chư tăng chùa Hoàng Pháp chia sẻ qua đề tài tu là sửa, trong buổi chia sẻ, thầy nhắn nhủ đại chúng, mỗi ngày hãy dũng mãnh tiến bước trên con đường tu học. Hãy tu làm sao cho mình thật dễ thương, dễ mến, mỗi lời nói và hành động của chúng ta đều mang lại hạnh phúc và lợi lạc cho người khác. Từ đó, chúng ta sẽ biết chấp nhận mọi khổ đau bằng tâm thái an nhiên và có được đời sống tự tại, an lành. Ngày 13 tháng 9 năm 2019, nhằm ngày 15 tháng 8 năm kỷ hợi, chương trình văn nghệ trung thu với chủ đề Đón chăng bên thầy đã được diễn ra tại Chùa Hoàng Pháp. Chùa đã trao tặng những phần quà và 50 chiếc xe đạp trị giá 60 triệu đồng cho 50 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi. Bên cạnh đó, tất cả các em về tham dự đón Tết Trung Thu tại chùa đều được tặng bánh Trung Thu, đèn lồng và sách bài học thiếu nhi. Chương trình văn nghệ Tết Trung Thu với chủ đề Đón Trăng bên Thầy đã diễn ra với không khí ấm áp tại buồn tự. Để đêm nhạc có được thành công, không thể không kể đến sự góp mặt của các ca sĩ, nghệ sĩ, diễn viên, MC, nhóm nhạc, âm thanh, ánh sáng cùng sự ủng hộ của quý thiện nam tín nữ Phật tử. Ngày 15 tháng 9 năm 2019, nhằm ngày 17 tháng 8 năm kỷ hợi, hơn 500 các bạn sinh viên thuộc các trường cao đẳng và đại học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã trở về chùa Hằng Pháp để tham dự ngày tu sinh viên hướng về Phật pháp. Buổi sáng, sau khi dùng điểm tâm, các bạn tập trung về khu vực giảng đường cùng quý thầy tụng kinh giám hối 6 căn. Sau đó, các bạn được lắng nghe buổi chia sẻ từ luật sư Trần Thị Lâm, giảng viên trường cao trung Phật học thành phố Hồ Chí Minh qua đề tài tư vấn tình yêu, hôn nhân và gia đình. Cô đã chia sẻ và giải đáp những thắc mắc của các bạn về các điều khoản trong luật hôn nhân và gia đình. Chiều cùng ngày, các bạn tham gia buổi thiền tập cùng quý thầy. Sau đó, các bạn đến với thời phát thoại từ Đại Đức Thích Tâm Đại, Chư Tăng Chùa Hoàng Pháp với đề tài Những điều em muốn nói với anh. Thầy đã trả lời các khúc mắc cho các bạn trẻ, giúp các bạn hiểu một cách đúng đắn về đối tượng mình yêu thương. Qua đó, thầy chia sẻ cách ứng xử trong gia đình để xây dựng một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Ngày 22 tháng 9 năm 2019, nhằm ngày 24 tháng 8 năm kỷ Hợi, chùa Hoàng Pháp tiếp tục tổ chức khóa tu thiếu nhi em về bên Phật lần thứ 18 cho hơn 600 các em thiếu nhi trở về tham dự. Buổi sáng, sau khi đã đăng ký, quý thầy hướng dẫn các em tập trung lên giảng đường tham gia sinh hoạt và lắng nghe thời pháp thoại ngắn từ thượng tọa thích chân tính trụ trì chùa Hoàng Pháp, trưởng ban tổ chức khóa tu. Qua đây, thầy chia sẻ với các bé về cuộc đời Đức Phật. Sau đó, thầy còn chia sẻ thêm hai câu chuyện. Nội dung của câu chuyện thứ nhất giúp các em hiểu về bài học nhân quả, làm việc ác sẽ phải gặp ác. Câu chuyện thứ hai là lời khuyên của Đức Phật đối với chúng ta về việc không nên sát hại chúng sanh và nên biết tôn trọng sự sống vạn vật. Chiều cùng ngày, các em nhỏ đã có những giây phút tĩnh tâm và được quý thầy hướng dẫn đọc bài nhớ ơn. Sau đó là chương trình kỹ năng sống do thạc sĩ Đặng Thị Thu Thảo hướng dẫn cô đã khơi gợi cho các em về ước mơ, về những hoài bão và cho các em tham gia một buổi vẽ tranh với đề tài Ước mơ của em. Chương trình đã diễn ra trong không khí sôi động nhưng cũng không kém phần ấm cúng. Ngày 26 tháng 9 năm 2019, nhằm ngày 28 tháng 8 năm kỷ hợi, Tri Tăng Chùa Hoàng Pháp tiếp tục cúng dường tịnh tài tịnh vật và trao học bổng quỹ đào tạo tăng tài ngộ chân tử cho quý tăng đi trên các trường Phật học. Đại Đức Thích Tâm Huệ cùng quý thầy trong bổn tự đã đến cúng dường tịnh tài và phần quà pháp bảo lên chư tôn Đức cũng như quý tăng ni sinh tại Đại Tòng Lâm, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Được biết, Đại Tòng Lâm là nơi giảng dạy của hai cơ sở cho tăng ni riêng Việt. Tại cơ sở 1, phân khu tăng sinh, đoàn được Đại Đức Thích Nhuận Nghĩa, nguyên phó hiệu trưởng trường trung cấp Phật học Đại Tòng Lâm đón tiếp. Tại đây, đoàn đã trao tặng 25 triệu đồng và 150 phần quà pháp bảo đến chư Tôn Đức trong ban giám hiệu cũng như quý tăng sinh. Đáp lại tấm ân tình đó, Đại Đức Thích Nhuận Nghĩa đã gửi lời tri ân cũng như thăm hỏi đến chư tăng chùa Hoàng Pháp. Sau đó đoàn đã đi qua phân khu Ni Thiện Hòa, đây là cơ sở 2 của trường trung cấp Phật học. Tại đây, đoàn nhận được sự đón tiếp thân mật của Ni Sư Thích Nữ Như Diên, nguyên phó hiệu trưởng, phụ trách phân khu Ni. Đoàn đã trao tặng số tiền 25 triệu đồng và 150 phần quà pháp bảo, bao gồm cuốn sách Thư Họa Bùn và cuốn kỷ yếu 60 năm cuộc đời Thầy Thích chân Tính đến Chư Tôn Đức cùng Quý Ni Sinh đang tu học tại đây. Tiếp đến, đoàn di chuyển đến trường Trung cấp Phật học tỉnh Bình Dương, nơi có hơn 100 tăng Ni Sinh cư trú và tu học. Tại đây, đoàn đã được Đại đức Thích Thiện Hưng đại diện cho ban giám hiệu nhà trường đón tiếp. Đoàn đã cúng dường 50 triệu đồng và gửi tặng đến quý giáo thọ sư, quý tăng ni sinh hơn 100 phần quà phát bảo. Kính thưa quý vị, trong tháng 9 vừa qua, đoàn từ thiện chùa Hoàng Pháp đã có các chuyến Phật sự sau đây ngày 1 tháng 9 năm 2019 nhằm ngày 3 tháng 8 năm kỷ hợi, ban từ thiện chùa Hoàng Pháp đã trao 50 triệu đồng tiền làm nhà tình thương cho chú Nguyễn Văn Sáu nhỏ 40 tuổi và cô Võ Ngọc Hoa 39 tuổi ở ấp Đông An 2, xã Tân Thành, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang. Ngày 15 tháng 9 năm 2019 nhằm ngày 17 tháng 8 năm kỷ hợi, tu niệm Phật một ngày tại đạo tràng Minh Chất, thành phố Cần Thơ lần thứ sáu ngày 21 tháng 9 năm 2019 nhằm ngày 23 tháng 8 năm kỷ hợi hỗ trợ 12 triệu đồng cho hội chữ tập đỏ huyện Hóc Môn tặng 120 phần quà cho 120 hộ gia đình nghèo cận nghèo tại huyện Hóc Môn. Ngày 22 tháng 9 năm 2019 nhằm ngày 24 tháng 8 năm kỷ hợi khám bệnh cấp thuốc tặng quà cho 300 người dân nghèo cận nghèo, nạn nhân chất độc màu da cam, người khuyết tật tại chùa Khánh Lâm, xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ, số tiền thuốc và tiền tặng quà trị giá 114 triệu đồng. Tổng số tiền từ thiện tháng 9 là 176 triệu đồng. Kính thưa quý vị, những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin số 35, bản tin công tác Phật sự Chùa Hoàng Pháp tháng 8 năm kỷ hợi. Kính chúc Chư Tôn Thiền Đức Tăng Đi cùng quý vị Phật tử luôn luôn an lạc, tinh tấn trong cuộc sống. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!